Wow, cảm ơn con. Phần trình diễn vừa rồi của bé Mê Linh chắc chắn các đoàn nghĩ rằng rất nhiều các cô chú chúng ta hôm nay cũng rất là vui và rất là hạnh phúc khi thấy rằng những thế hệ trẻ, thế hệ thứ ba của chúng ta tại Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu dấn thân vào những sinh hoạt cộng đồng, tham dự vào những chương trình ca nhạc để mà hướng về quê hương đất nước. Và một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho bé Mê Linh. Hồi nãy trước khi bước lên sân khấu thì anh Quốc Thái và các đoàn ấy, bây giờ chương trình phải thay đổi không khí. Cái này hỏi thay đổi không khí sao anh? Tấu hài hả? Cái này không, thay đổi không khí cổ nhạc. Vâng, và thưa quý vị, ở tất cả những chương trình đại nhạc hội thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều những tiết mục rất đặc sắc, từ hợp ca, từ vũ đạo, từ đơn ca, song ca, và đặc biệt không thể thiếu một cái phần tiết mục mà sẽ nhắc nhở chúng ta rất nhiều những cái hình ảnh của quê hương đất nước. Xin mời quý vị cùng thưởng thức phần trình diễn của anh Philip Nam và Cẩm Thu với màn tất cổ đặc biệt. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lần đầu tiên, Philip Nam xin gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý khán giả đang đặc biệt trong khán phòng ngày hôm nay. Lời chào trân trọng nhất. Cẩm Thu xin chào. Kính quý vị, vào hàng năm mùa này thì chúng ta cùng gọi lại những tay để ghi nhớ những công ơn của những người chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Nam và Phương về xin được góp mặt vào chương trình. Gửi đến tất cả quý vị một bài vòng cổ rất là mới được viết tại đây. Nhạc của Trình Lâm Ngân và lời của Quỳnh Mai Hoa với chủ đề là Chiêu Hoa Phàm Hậu Giang. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức cho.
Kính thưa quý vị, đó là bài sau đây chúng ta xin gửi đến tất cả quý vị thêm một bài nữa với chủ đề là Tàu đêm năm cũ. Mình tất cả quý vị cùng thưởng thức. Trời đến trời tan, tôi đến sân ga, đứng ngồi tại bên đề bàn, tầm chặt đôi
chúng ta sẽ trở lại tiếng hát, một tiếng hát của một người bác sĩ.